giống như là mình mặc một cái áo vậy đó. Cái nút đầu tiên á mình đã sai rồi thì mình có cài hết, thì tới cuối cùng mình phát hiện á mình phải sao tại sao mình không cởi từ đầu ra luôn, mình cởi từ đầu để mình mặc lại, mà mình lại để cho tới bây giờ mình phát hiện ra. Các bạn nắm rõ không? Muốn phát triển tốt, làm ơn xây cái nhà, mình làm cái nhà cho thật tốt, trang trí cho thật đẹp để mời mọi người vào. Yêu y bằng xiang si sang da dong, pa sheng me dian dao lun gui, sheng me po sang wen fei. Ruo mei you ni, na cai jiao ke wei. Pa sheng me xu xin wu gui, sheng me shi li yue wei. Zhe yi si huang wo wu ni. Vậy 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 vậ